Chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, lộc trời ban xuống, trúng quả cực to, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, phát tài giàu có nhờ tránh được 4 điều đại kỵ này. Quý vị anh chị thân mến, sự thật là con người chúng ta không phải ai sinh ra cũng có một cuộc sống sung túc đủ đầy, cát tường như ý, hưởng mọi vinh hoa phú quý. Kể cả người thông minh, tài giỏi nhất cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn biến cố thăng trầm, khó khăn hay hạnh phúc trong cuộc đời. Suy cho cùng, mọi thứ đều vận hành trong quy luật nhân quả mà ra. Đời này ta gấm vóc áo hoa là do kiếp trước ta gieo nhân bố thí. Đời này ta đau khổ nghèo hèn là do kiếp trước ta ích kỷ. Nửa đồng cũng không chịu xả thí. Dù là con giáp nào cũng không thể tránh khỏi quy luật nhân quả. Muốn thoát khỏi nghiệp khổ, trước tiên ta phải tu nhân tích đức. Theo luận giải mới nhất của giới tiên tri tử vi thấy rằng, tuổi Bính Thìn từ khi sinh ra dù chăm chỉ, tốt bụng, nhưng đã chịu không ít khó khăn khổ nạn. Người vùi kẻ dập, người khinh kẻ ghét, nhưng 6 tháng cuối năm 2024 sắp tới chính là thời khắc định mệnh, đón nhận đại phú từ thiên thời, quyết định sang hèn một kiếp. Chỉ cần tránh được 4 điều này là mọi khổ đau trong quá khứ lập tức giao hoán thành hậu lộc phúc phần. Chỉ trong 6 tháng cuối năm này, tín chủ sẽ hưởng đại phú đại quý. Đời đời hưng vượng, sao chính tài soi rọi, sao thứ tài lấp lánh, đường tài lộc thịnh vượng dồi dào, đánh đâu thắng đó, thu vàng hái bạc đầy tay. Vậy, vận trình 6 tháng cuối năm 2024 của Bính Thìn 1976 cần phải chú ý 4 điều đại kỵ gì, tại sao nó lại quan trọng, là chìa khóa then chốt quyết định một đời người như vậy, tất cả sẽ được giải luận ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Có duyên biết mệnh, Bính Thìn sinh năm 1976 bất ngờ trúng số cực đậm, tiền vàng ùn ùn kéo về, cuối năm đổi vận giàu có vô địch thiên hạ. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, thường gọi là thiên thượng chi long, tức rồng trên trời, cung chấn trực kiên, mạng sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con rồng, tướng tinh con chuột. Trong cuộc đời, con giáp này được bà chúa Ngọc độ mạng. Năm sinh dương lịch, từ ngày 31 tháng 1 năm 1976 đến ngày 17 tháng 2 năm 1977, mệnh, thổ, sa trung thổ, đất pha cát, tương sinh, kim, hỏa, tương khắc, thủy, mộc, thiên can, bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, thìn, tam hợp, thân, tý, thìn, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi. Xem tử vi chọn đời tuổi thì là con giáp thứ 5 trong bảng 12 con giáp phương Đông, là con vật duy nhất chúng ta không thấy, không biết. Rồng chỉ xuất hiện trong sách vở, câu chuyện truyền thuyết, đến nay chúng ta cũng không biết có thật không. Thực vậy, người tuổi thì nhiều người lúc ẩn lúc hiện, lúc rõ ràng, lúc mập mờ, khi thì cương cường, lúc thì nhu mì, nội tâm tư tưởng dồi dào, nhiều ý tưởng ý chí khát vọng trong cuộc sống. Thìn có một vị trí trong cung vị của tử vi là thiên la lưới trời, thiên la như những khó khăn trong cuộc sống, những khó khăn trắc trở luôn nhiều với thìn. Những thứ dễ dàng ăn may không tồn tại với người tuổi thìn, nên phải vượt gần như gấp đôi, gấp ba sự nỗ lực với người thường mới có thành công. Nữ mệnh tuổi Bính Thìn lắm gian truân, họ luôn mang trong người trọng trách lớn lao, nhiều người còn gánh vác cả gia đình, nhiều người lận đận tình duyên giang dở, những mối tình không trọn vẹn, những vết nứt trong gia đạo gặp nhiều vấn đề, nên đầu óc tư tưởng nhiều khi không được thông suốt, sự bầu bạn kết nối dường như nhiều lúc là điều quá xa xỉ với nữ mạng Bính Thìn. Cho nên số lượng nữ mệnh tuổi rồng vượt hạn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều người chấp nhận với cuộc sống, hôn nhân như vậy. Những người không chấp nhận số phận thường có giai đoạn rất khó khăn, trục trặc đến bước đường cùng, thường là như vậy khi một cánh cửa đóng lại luôn có một cánh cửa khác mở ra. Nữ mệnh Bính Thìn luôn mang trong người khí chất là người dám thay đổi, dám xông pha, một khi bước ra được thì may mắn sẽ gõ cửa, công việc, sự nghiệp, tiền tài, mối quan hệ, chồng và con đều đủ đầy viên mãn, nhưng liệu mấy Bính Thìn đạt được ước mơ này? Bính Thìn nữ mạng không thích nhờ cậy trông mong vào ai, muốn ai làm cho một vấn đề gì đó rõ ràng, rành mạch, điểm yếu cũng chính là điểm mạnh vậy. Nam mệnh tuổi Bính Thìn là những thế hệ quản lý lãnh đạo của tương lai, ẩn thân chi thuật, nếm mật nằm gai, lửa thử vàng, gian nan thử sức, luôn ứng với rồng nam, khi vận thế xuống họ thường cần mẫn, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng từng chút một, hợp vận đi lên thì mạnh mẽ cương cường, luôn sáng tạo tiên phong, đổi mới và gặt hái thành công, tuy nhiên, cuộc đời lên voi xuống chó vẫn nhiều, rồng nam hay bất cẩn hoặc tự mãn. Xem tử vi 2024 Bính Thìn theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can,
Bính gặp giáp bình hòa, đương số ít được vận trình hỗ trợ, tự mình đảm đương mọi việc. Xét về địa chi, Thìn bước vào năm tuổi phạm trực thái tuế, công việc làm ăn gặp khó nhiều biến động, tài lộc giảm sút, kiếm tiền khó khăn hơn trước, gia đạo trục trặc, sức khỏe giảm sút trông thấy. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận xui bị chiết giảm đôi phần, sức khỏe tuy có giảm sút nhiều nhưng không mắc bệnh quá nghiêm trọng. Tiểu kết, xét về yếu tố can chi, ngũ hành năm 2024, nam mạng Bính Thìn sinh năm 1976, gặp khá nhiều khó khăn trong công việc làm ăn, có sự thay đổi hoặc biến động lớn không theo ý muốn. Sức khỏe tuy giảm sút rõ rệt nhưng đa phần không mắc bệnh nghiêm trọng, gia đạo xuất hiện mâu thuẫn, xung đột nhưng cũng được hóa giải kịp thời, mặc dù trong năm vận tài lộc có nhưng không nhiều. Đương sự nên tích lũy, tránh tiêu xài hoang phí, đầu tư vô tội vạ, thay vào đó nên tập trung vào việc phát triển bản thân để có cơ hội thăng tiến lên những vị trí tốt hơn. Trong năm, áp lực do phương diện tài chính mang lại là không ít, điều này khiến mệnh chủ dễ rơi vào trạng thái trầm mặc, xuống phong độ, hoài nghi khả năng của chính mình. Những lúc này, bạn nên nhanh chóng vực lại tinh thần bằng cách sống chậm lại và tự thưởng cho bản thân những giây phút thư giãn bên bạn bè và gia đình. Những giây phút ấy sẽ giúp bạn cân bằng và tiếp thu được nhiều nguồn năng lượng tích cực hơn, nhờ đó mà công việc cũng thuận lợi và may mắn hơn rất nhiều. Nhìn chung năm 2024 được đánh giá là có khá nhiều thách thức nhưng cũng rất năng động với những cá nhân tuổi Thìn. Hung vận lớn nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp Bính Thìn này trở mình, và có 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng phát tài nổ lộc của Bính Thìn. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này, chắc chắn sẽ lội ngược dòng thành công, đổi vận phát tài, giàu như vũ bão trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối 2024 tuổi Bính Thìn. Tuổi Bính Thìn bước vào 6 tháng cuối năm được các tinh vây quanh, tuy nhiên, để nói là qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai, thì còn phải xem xét liệu những kế hoạch của bạn có được chuẩn bị kỹ càng và được thực hiện thành công hay không. Bởi lẽ ngoài các tinh thì vẫn có hung tinh thái tuế tác động và hạn tam tai ảnh hưởng, sao xấu này sẽ cản trở bạn khá nhiều trên con đường mình đã chọn. Trong nửa cuối năm Thìn thổ hợp thành quan hệ bán hợp, giúp tăng tài tiến lộc. Trong 6 tháng cuối năm 2024, con giáp này sẽ có nhân duyên khá vượng, mọi chuyện nhờ thế mà cũng được xử lý nhanh chóng và thuận lợi. Đường tài lộc vượng sắc, có lợi cho các dự án hợp tác kinh doanh, marketing bán hàng thành tích đạt được sẽ tăng vọt, tạo mức thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến cho con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cũng cần phải biết cách hưởng thụ và thư giãn bản thân. Điềm báo tử vi cho thấy, vận trình tình cảm của con giáp này khá ổn định, mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, công việc căng thẳng và nhiều áp lực về cả thể chất và cả tinh thần. Xét từ góc độ ngũ hành, thì tuổi Bính Thìn thích hợp làm những ngành nghề liên quan đến ngũ hành kim và thổ, sẽ giúp bản mệnh bộc lộ được hết tài năng của mình. Dùng tài năng để đổi lấy tiền bạc về tay, những chú rồng cũng đừng quên rằng trong năm vẫn có điềm báo xung sát. Cần phải lưu ý không nên đắc tội với người khác, dễ vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí kiện cáo ra vào tòa án, cũng dễ bị phá tài hao lộc. Trong một số trường hợp đặc biệt, con giáp này có thể bị thương tích trên người, nên phòng tránh tai họa bất ngờ do đồ kim loại hay vật sắc nhọn gây ra. Trong năm thái tuế, nên lưu ý hạn chế đi đến những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, cũng tránh tới nơi ẩm ướt tối tăm, sát khí nhiều mà dương khí cạn để không gặp chuyện chẳng lành. Để mệnh Bính Thìn năm Giáp Thìn bớt đi những trắc trở, dưới đây là một số mẹo phong thủy như sau. Hướng tốt, Tây, Bắc, Tây Bắc, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng, màu nâu, màu xám, màu trắng, màu sắc tương khắc, màu xanh lá cây, xanh lục, xanh lam, xanh da trời, con số may mắn 92, 56, 70, 97, 92, 25, 57, 29, 27, con số đen đuổi 34, 11, 3, 14, 31, 41, 11, 33. Quý nhân, Mậu Tý 2008, Nhâm Thân 1992, Quý Dậu 1993. Tiểu nhân, Đinh Sửu 1997, Mậu Thìn 1988, Nhâm Tuất 1982. Cách hóa giải để giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, bạn hãy đeo đá quý mặt Quan Thế Âm và Đức Phật bên mình. Bên cạnh đó, nếu có thể hãy sử dụng các tinh thể như đá pyrit hoặc thạch anh tím để bảo vệ tốt hơn. Ngoài ra, vòng tay đá mã não đỏ cũng giảm vận xấu của thái tuế và cầu phúc cho cả gia đình cả năm hạnh phúc, may mắn. Về công việc sự nghiệp, đối với người làm công ăn lương thì trong 6 tháng cuối năm cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cộng thêm nếu biết cách nắm bắt thời cơ,
bạn sẽ có cơ hội lấy lại được tất cả những gì mà mình đã tuột mất trong năm. Sự cố gắng không ngừng và quyết tâm làm việc mạnh mẽ sẽ giúp bạn gây được thiện cảm với cấp trên. Nửa cuối năm nay sẽ được mở rộng cơ hội tăng lương, thăng chức. Đối với người làm kinh doanh, vận tài lộc khá vượng, công việc làm ăn luôn có quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá chủ quan mà tin người một cách vô tội vạ. Ngoài ra nên cảnh giác tiểu nhân hãm hại, gây tổn thất tài sản. Tốt nhất nếu có ý định hùn hạp làm ăn, mở rộng kinh doanh, đương sự nên kết hợp với người đã có mối thân quen từ trước. Về tài lộc tiền bạc. Tài lộc trong 6 tháng cuối năm có, nhưng tài chính có rủng rỉnh hay không là phụ thuộc phần lớn vào bản mệnh. Những dự án đầu tư chóng vánh, những cuộc vui chơi quá trớn, dễ khiến bạn rơi vào cảnh thiếu lên hụt xuống. Để phòng ngừa trường hợp này, đương sự nên tham khảo và áp dụng quy tắc 6 chiếc giỏ cho kế hoạch tài chính của mình. Cụ thể, bạn nên chia nhỏ số tiền kiếm được ra các hạng mục khác nhau tùy theo mục đích của bản thân. Đây sẽ là cách rất hiệu quả để bạn sớm thành công chinh phục con đường tự do tài chính. Nửa cuối năm Giáp Thìn canh kim lộ xuất thực thần, thìn thổ tọa thiên tài, lại thêm cục diện bán hợp cùng trợ lực, nên đường tài lộc của tuổi Bính Thìn cực kỳ lý tưởng. Trong nửa cuối năm con giáp này không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, bạn có thể dựa vào chính sức mình, dùng trí thông minh và năng lực của bản thân để đổi lấy tài lộc về tay, cũng đạt được nhiều thành công mà có được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Khoảng thời gian này, tuổi Bính Thìn có thể tham gia các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán sẽ dễ thu lợi về tay, nhất là những dự án có liên quan đến bất động sản, đồ ăn uống, ẩm thực, đồ kim loại hay tài chính thì sẽ may mắn hơn nhiều, nguồn thu không ngừng lớn mạnh. Về tình duyên gia đạo, nửa kia sẽ là động lực rất lớn cho người tuổi Bính Thìn mỗi khi gặp khó khăn. Vận trình tình cảm của người tuổi Bính Thìn trong 6 tháng cuối năm nay khá tốt. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được nửa kia phù hợp. Nhiều cặp đôi may mắn còn có thể sẽ có kết quả viên mãn ngay trong năm. Tuy nhiên, đương sự nên cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ trước khi bước sang một giai đoạn mới đầy thiêng liêng của chặng đường tình cảm, tránh nóng vội để cảm xúc chi phối. Đối với người đã có gia đình, nửa cuối năm nay là thời gian mà quý bạn nên chú trọng dành thời gian nhiều hơn cho các thành viên trong nhà, đặc biệt là người ấy của mình, không nên để những cảm xúc tiêu cực, áp lực bên ngoài chen chân vào cuộc sống riêng tư. Về tình hình sức khỏe, nhiều cơ hội liên tục đến tay, làm người tuổi Bính Thìn bị cuốn vào vòng xoáy lúc nào không hay, khiến bản mệnh lơ là, ít quan tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân, lâu dần thể trạng suy yếu, dễ mắc phải các căn bệnh vặt vãnh không mong muốn. Quý bạn cần quan tâm xây dựng lối sống lành mạnh hơn, tốt nhất khi cơ thể có dấu hiệu bất thường thì phải ngay lập tức thăm khám và chữa trị. Bạn có thể lựa chọn những môn thể thao vừa sức và có thể áp dụng thoải mái tại nhà để nâng cao thể lực, đảm bảo sức khỏe ổn định lâu dài. Tổng kết, sự vui vẻ luôn trực chờ trong cuộc sống giúp người tuổi Bính Thìn thu hút rất nhiều may mắn. Có thể thấy, người tuổi Bính Thìn có ngày giờ sinh khác nhau thì vận trình chi tiết cuộc sống cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chung quy trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều cơ hội tài lộc, nếu nỗ lực thì đều sẽ nhanh chóng đạt được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, năm 2024, tín chủ nên cẩn thận đến các vấn đề kiện cáo và sức khỏe, tránh ăn nói bồng bột khiến bản thân vướng phải những cuộc cãi vã không đáng có, gây bất lợi cho công việc cũng như sự nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú trọng hơn đối với vấn đề ăn uống, tránh làm việc lao lực, bỏ bữa, khiến bản thân dễ mắc phải các căn bệnh về tiêu hóa, đường ruột. Trong năm, việc bạn gặp khó khăn là điều không tránh khỏi, tuy nhiên khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, quan trọng là sau mỗi thử thách ấy bạn được gì. Do vậy, khi đối mặt với tình huống bất trắc bạn đọc nên tránh bi quan, thay vào đó, nên tích cực và giữ tinh thần thoải mái cho mình. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Bính Thìn trong 6 tháng cuối 2024. Tử vi tuổi Bính Thìn 2024 tháng 6 âm lịch. Mọi việc hanh thông, người làm công ăn lương liên tục được sếp tin tưởng trọng dụng, cơ hội thăng tiến rộng mở, người làm kinh doanh có vận tài lộc. Nếu chí thú làm ăn thì sẽ rất nhanh dư giả. Người tuổi Bính Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và điều này hẳn sẽ giúp ích bạn rất nhiều trên phương diện sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm thai khuyên bạn nên từ bỏ những lo lắng, nghi ngờ không cần thiết về bản thân mình. Có thể sẽ có nhiều thách thức cũng như cơ hội bày ra trước mắt. Bạn hãy là người mạnh dạn đứng lên nhận nhiệm vụ, bởi đây chính là lúc để bạn gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo đấy. Thời điểm này, bạn không nên dành quá nhiều thời gian để mơ mộng về những điều xa vời. Bạn nên nhìn thẳng vào thực tế trước mắt để có thể đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất với bản thân mình. Tháng này, bản mệnh nên tập trung cho công việc trước mắt của mình, có như vậy thì bạn mới gặt hái được thành công.
Nếu không thì cho dù bạn có tài năng hay bản lĩnh đến mấy mà sống tự do, không tuân theo quy tắc chung cũng khó mà phát triển được. Âm sát tác động còn khiến bản mệnh thường xuyên cảm thấy đa nghi, khó lòng tin tưởng vào người khác. Điều này có thể tác động đến khả năng hợp tác, làm việc nhóm của bạn. Bạn cần phải tin vào người khác nhiều hơn, bởi chẳng ai có thể tồn tại độc lập trên đời. Có lòng đề phòng người khác là tốt, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không dám tin tưởng vào ai. Chính quan là một dấu hiệu tốt chứng tỏ nếu cố gắng thì bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tuần này. Bạn có thể được lãnh đạo cân nhắc để thăng chức hoặc tăng lương. Đây là bàn đạp để bạn thăng tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hãy tiếp tục tích cực thể hiện điểm mạnh của cá nhân mình, cho mọi người biết bạn là ai. Tháng 6 này là thời điểm gặt hái thành quả của người tuổi Bính Thìn. Nếu bạn làm trên lĩnh vực công danh sự nghiệp, có thể những cố gắng không ngại khó khăn gian khổ trước đó của bạn đã mang lại những tác động tích cực. Kết quả là bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chính quan cho thấy, người làm công ăn lương có thể nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của người làm lãnh đạo. Bạn có cơ hội được thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất cũng là thưởng nóng. Dù là hình thức gì đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ trở thành động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai. Nếu bạn đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn nữa, thì điều đó ắt hẳn rất có ích cho sự nghiệp của bạn đấy. Tuy nhiên, với những người làm đầu tư, kinh doanh, thì nguyệt lệnh lâm thai thấy bạn có thể quá chủ quan, lơ là hoặc quá tin tưởng vào người khác, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai lầm. May mắn là dù có phải chịu tổn thất thì số tiền ấy cũng không phải là quá lớn. Tử vi tuổi Bính Thìn 2024 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn trong tháng này nên kiên nhẫn với bản thân, vì sự kiên nhẫn sẽ dẫn đến những điều tốt đẹp. Người tuổi Bính Thìn sẽ có cơ hội để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp. Tháng này hãy tự tin và sáng tạo, bạn sẽ có được điều bạn vẫn hoài mong ngóng, nỗi lo tài chính tạm thời được gác lại. Điều duy nhất bạn cần bận tâm là trau dồi các kỹ năng công việc. Với những ai trước đây thường hay im lặng và không có thói quen nói ra suy nghĩ hay thể hiện cảm xúc của mình, thì tháng này bạn đã mở lòng mình hơn. Bạn muốn được bày tỏ ý kiến vì lo ngại quá nhiều người đang hiểu lầm về mình. Nếu thấy có những việc mình làm đã rất kỹ càng, nhưng hiệu quả không cao thì bạn không nên chủ quan như trước đây. Nếu cần hãy xem lại từng bước một để rà soát xem mình đã để xảy ra sai sót ở đâu. Với khí thế hừng hực, con giáp tuổi Bính Thìn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn chỉ nên giúp những ai muốn nhờ tới bạn mà thôi, nếu không đó còn là sự làm phiền nữa đấy nhé. Hãy tinh ý hơn trong việc quan sát thái độ của người khác. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan. Tháng 7 có thể nói mặt tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Ngũ quỷ hung tinh mang tới điểm xui xẻo, có điểm tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng tới tài lộc của con giáp tuổi Bính Thìn. Điều này cảnh báo việc bạn kiếm được kha khá, nhưng mất cũng không ít. Bạn có biết việc giữ tiền nhiều lúc còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền hay không? Nếu bạn cứ mãi giữ thói quen xấu trong việc tiêu dùng, thì tương lai của bạn sẽ không hề bền vững chút nào. Tháng cô hồn, có thể tuổi Bính Thìn vô tình để mất tiền và không rõ lý do. Lúc này bạn thường có tâm lý một mất mười ngờ. Nếu không cũng là vì quá tin người, mà bạn dễ dàng nghe theo những lời mời chào hấp dẫn từ người quen về một khoản đầu tư sinh lời nào đó. Tam hợp cho thấy cuộc sống của bản mệnh tháng này thiên về tình cảm, và may mắn là bạn có được hạnh phúc như mong muốn. Những cuộc hẹn hò lãng mạn của các cặp đôi làm sống dậy cảm xúc của cả hai thuở mới yêu. Tử vi tuổi Bính Thìn 2024 tháng 8 âm lịch. Với bản tính trung thực, người tuổi Bính Thìn sẽ gặp quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn. Đây là một đức tính mà bạn luôn cần giữ gìn trong cuộc sống của mình. Sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn phát triển khá thuận lợi trong tháng 8 năm 2024. Nhiều kế hoạch, dự định của bạn đều có bước tiến nhất định. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập được những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng, giúp con đường tương lai của bạn trở nên sáng sủa hơn. Tháng này, công việc hoàn thành thuận lợi còn là do bạn biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè. Cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn đến mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn dưới tác động của cục diện nhị hợp. Chuyện làm ăn, kinh doanh của người tuổi Bính Thìn sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ, chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt.
Với người làm đầu tư, theo tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội. Bởi nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế đấy. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Hãy giữ vững định hướng và quan điểm của mình, khi mọi việc vào guồng, đồng tiền sẽ đổ vào túi bạn nhanh chóng hơn. Chuyện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng dưới tác động của cục diện ngũ hành tương sinh, bạn và nửa kia của mình ngày càng thấu hiểu nhau, đôi bên luôn cổ vũ nhau mỗi khi đối diện khó khăn, thử thách, cũng nhờ có người ấy làm hậu thuẫn, bạn cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn. Với người còn độc thân, bạn dần dần từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực, hướng tới tương lai đầy hứa hẹn. Tử vi tuổi Bính Thìn 2024 tháng 9 âm lịch. Hãy chú ý đến sức khỏe của bạn trong tháng này, vì thời tiết có nhiều sự thay đổi thất thường. Tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tuổi Bính Thìn gặp tương xung cục trong tháng Giáp Tuất, nên công việc có sự cản trở, trì trệ, bản mệnh được khuyên phải hết sức thận trọng. Không nên đặt niềm tin ở ai đó một cách tuyệt đối, kể cả người thân tín nhất, đề phòng trường hợp vì tiền bạc, quyền lợi làm mờ mắt mà từ bạn trở mặt thành thù. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ trì trệ, cách xử lý cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập, cần có sự điều chỉnh phù hợp. Trước khi tiến hành công việc bạn cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời, các kế hoạch trong tháng khó hoàn thành đúng hẹn, hoặc rất dễ bổ bể nửa chừng, thách thức ngày càng gia tăng, kéo theo áp lực không nhỏ, hung vận lớn gây nên sóng to gió lớn, con giáp này làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đấy mới tránh nhận thất bại, mưu đại sự ở thời điểm này không phải là ý định khôn ngoan, môi trường làm việc cạnh tranh quyết liệt, cũng sẽ mang đến không ít căng thẳng cho bản mệnh, có những việc không như ý xảy ra và mọi người đổ lỗi cho nhau vì lo sợ trách nhiệm. Con giáp này cần thận trọng bởi có kẻ tiểu nhân hãm hại, không nên sao lãng hay chủ quan trong thời gian này, thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân. Bạn nên tránh tất cả những vấn đề có thể dẫn tới xung đột trong tháng này, nếu không người chịu thua thiệt có thể là chính bạn, còn kẻ tiểu nhân vẫn nhờn nhơ gây họa. Bước sang tháng Giáp Tuất, tuổi Bính Thìn bị đại hao hung tinh chiếu mệnh, tài tinh bị tổn hại là điểm báo dễ bị hao tài tốn của. Dù kiếm được thì cũng tiêu nhiều hoặc dùng cho mục đích đầu tư nhưng thiếu hiệu quả. Do đó bạn chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Đây là tháng bạn không nên bất chấp để đầu tư mới hay triển khai kinh doanh. Những trò cá cược đỏ đen càng nên tránh. Có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được. Vì thế chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Đặc biệt, bạn nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu, khi có người khuyên can thì nên dành thời gian xem xét, tính toán lại một lượt, cẩn thận không bao giờ là thừa, vận may tiền bạc trong tháng không nhiều, bạn nên tiết chế chờ đợi thời cơ chín muồi. Nguyệt lệnh ở thời kỳ dưỡng, bạn cần chuẩn bị chu đáo mọi bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, tình cảm lứa đôi không có nhiều biến động, nhưng cũng dần thiếu đi ngọn lửa tình yêu mãnh liệt, nếu không sớm hâm nóng tình cảm. Mối quan hệ đôi lứa rất dễ xuất hiện những vết nứt cứ lớn dần, người độc thân vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới thoát được cảnh một mình. Tử vi tuổi Bính Thìn 2024 tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch chỉ ra rằng, chính cách phản ứng với sự cố một cách khôn ngoan và bình tĩnh, nên không có vấn đề gì có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn trong tháng mới này cả, tháng mới hối hả, với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ. Bạn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong tháng này là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với những người bạn yêu mến. Giải thần ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm. Bạn không cần phải dùng uy lực nhưng người khác vẫn kính nể. Nhiều vận hạn của bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho bạn tháng mới hanh thông, thuận lợi. Tử vi cát tinh hỗ trợ cho con giáp tuổi Bính Thìn tháng mới có tài lộc, nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình, nhiều người làm ăn có lợi. Số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng 10 năm 2024 âm lịch này. Tuy nhiên, ngũ hoàng nhập cung chính Tây, báo hiệu mệnh chủ trong tháng này dễ bị tiểu nhân hãm hại dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng tới pháp luật. Do đó, những gì liên quan đến tiền cần phải minh bạch rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức. Chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những phiền phức. Khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn 2024 tháng 11 âm lịch.
Tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch, có điểm sáng bất ngờ khi được quý nhân tam hợp nâng đỡ, thời cơ chín muồi rồi, làm gì cũng thuận lợi. Đây đã là thời điểm cận cuối năm Giáp Thìn 2024, đồng thời cũng là lúc để người tuổi Bính Thìn gặt hái thành quả xứng đáng trong sự nghiệp sau bao tháng ngày nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi. Được quý nhân tam hợp nâng đỡ, công việc trong tháng tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, hầu như chỉ cần làm theo kế hoạch là bạn đã có được kết quả lý tưởng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Vận khí hanh thông, giúp tinh thần làm việc của tuổi Bính Thìn thêm hăng say, nhiệt huyết, vì thế mà mưu sự càng dễ thành, có thể tính toán chuyện lớn. Mạo hiểm một chút cũng không thành vấn đề, đường quan lộ đang thênh thang rộng mở chào đón những ai thực sự cầu thị và có chí tiến thủ. Dù là nhân viên bình thường hay người đã có chức vụ trong tay, chỉ cần bạn thực sự mong muốn và phấn đấu, con đường thăng tiến ngày thêm thuận lợi. Có điều, trong tháng nguyệt lệnh lâm suy, lại có bạch hổ hung tinh rình rập, vẫn có những kẻ thích ném đá hội đồng vì ghen ăn tức ở. Tuổi Bính thể nên bỏ ngoài tai, tập trung vào việc của mình rồi thị phi sẽ qua. Tài vận tuổi Bính Thìn trong tháng vẫn có xu hướng tăng, chủ yếu đến từ chính tài, hầu như thứ tài không hỗ trợ nhiều, vì thế, thời điểm này bản mệnh vẫn nên tập trung phát triển, mở rộng công việc chính hơn là ôm đồm những việc ngoài luồng khác, hiệu quả không cao mà thu nhập cũng không tăng được là bao nếu sắp xếp được thời gian hợp lý. Tuổi Bính Thìn nên đi học để nâng cao kỹ năng, chuyên môn, tạo nền tảng vững vàng trong tương lai, chờ khi cơ hội tới là có thể thăng tiến nhanh chóng. Thời điểm cận cuối năm cơ hội tăng lương là khả quan, tuổi Bính Thìn nên mạnh dạn đề bạt khi thời cơ đến. Hãy đưa ra mức thù lao xứng đáng với những gì bạn đã đóng góp trong suốt thời gian qua, tỷ lệ được chấp thuận rất cao. Trong tháng thứ tài ảm đạm, tốt hơn hết bản mệnh nên tránh xa những hạng mục đầu tư mang tính mạo hiểm cao. Có tiền rảnh rỗi có thể đầu tư, nhưng nên chọn dự án mang tính an toàn, lợi nhuận ít, nhưng đổi lại ít rủi ro. Phương diện tình cảm có nhiều mâu thuẫn, bản mệnh khó quyết đoán, lưỡng lự trước quá nhiều mối quan hệ, dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Ngoài ra, xuất hiện đào hoa dữ, vợ chồng nên nhường nhịn kẻo hôn nhân gia đình bị đe dọa, sức khỏe bình ổn, lưu ý khi đi xa gặp sự cố bất ngờ, hoặc ăn uống không hợp khẩu vị, chất lượng giấc ngủ giảm, ảnh hưởng xấu tới thể trạng, nên duy trì đi khám bệnh định kỳ để chủ động trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Tử vi tuổi Bính Thìn 2024 tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối năm này, tử vi tuổi Bính Thìn tháng 12 năm âm lịch thể hiện rõ sự đối lập giữa thành công về công danh, tài lộc nhưng lại thất bại trong tình trường. Xem tử vi tháng 12 âm lịch, người tuổi Bính Thìn đang có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, song về cuối cùng thì công việc đều ổn thỏa, có được kết quả như ý muốn. Mặc dù kế hoạch đề ra tiến triển tốt, đúng đường, đúng hướng, nhưng con giáp này không dự đoán được hết những vấn đề phát sinh, nên cũng có đôi lúc trục trặc, âm sát chủ về âm mưu, gian trá. Hung tinh này nhập mệnh báo hiệu họa tiểu nhân có thể ập tới bất cứ lúc nào, và đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn không được suôn sẻ như ý. Cũng may quý nhân thiên đức luôn ở bên, tháng vượng quý nhân nên mọi sự rồi cũng êm ả qua đi. Song đây cũng là bài học quý giá cho những chú rồng ở những lần sau để chuẩn bị kỹ càng mọi phương án ứng phó cụ thể. Con giáp này phản ứng khá nhanh trước vấn đề nên nhanh chóng xử lý được tình huống phát sinh, không để cho hậu quả lan ra. Đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công việc, nhờ thế mà công sức bỏ ra vẫn được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Tháng cuối năm tiền bạc rủng rỉnh trong tay, con giáp này thoải mái kê cao gối ngủ, không phải căng thẳng để tính toán. Bản mệnh có nhiều nguồn thu trong tháng, ngoài thu nhập từ công việc chính còn được thưởng nóng bên ngoài, được đối tác biếu xén khách hàng lại quả. Tóm lại, là ví tiền lúc nào cũng trong tình trạng căng phòng, các khoản tiền vay mượn trước đó tưởng không còn khả năng thu hồi lại thì bỗng dưng nhận về. Quả là niềm vui bất ngờ đối với tuổi Bính Thìn, lần sau đừng nên cả nể cho vay mà mất tình, mất cả tiền. Mặc dù vậy, không thể không nhắc đến vô số khoản mà con giáp này phải chi ra trong tháng. Nếu không có các khoản này thì có lẽ tuổi Bính Thìn đã sớm phát tài phát lộc rồi cũng nên, cuối năm phải mua sắm, biếu xén quà cáp, đi lại giữa các nơi. Tưởng chừng không có gì nhiều nhưng cộng lại cũng thành cả khoản lớn khổng lồ, cần kiểm soát tài chính cho tốt để tránh mua sắm lãng phí quá mức, bạn hãy để riêng một khoản tiết kiệm cho mình. Chuyện tình cảm trong tháng chạp cũng chịu tác động không nhỏ, người có đôi ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với cuộc tình, có thể sẽ có những sự việc như giọt nước tràn ly xảy ra, khiến cho quyết tâm chia tay trở nên gay gắt hơn, đường tình ảm đạm, người độc thân chân thành nhưng chẳng được đón nhận, khó lòng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024. Trời không khoe mình cao, biển không khoe mình sâu, đất không khoe mình dày, người không cho mình là đúng, thiết nghĩ,
con người thật bé nhỏ trước tạo hóa vũ trụ. Vậy nên cần phải đi trên con đường đúng đắn, tìm đúng nghề và tránh những hành khiến mình mất đi phẩm giá. Bốn điều cấm kỵ dưới đây, mỗi người đều nên tránh. Điều cấm kỵ thứ nhất, cấm không biết tự lượng sức. Thể diện là thứ khó buông bỏ nhất của một người, song cũng là thứ vô dụng nhất. Bạn càng quan tâm đến nó sẽ càng nặng nề hơn và càng khiến bạn cất bước khó khăn hơn. Vì thể diện, có người không có tiền nhưng vẫn cố tỏ ra giàu có, vay tiền để mua sang, xây nhà to đẹp, để rồi phải còng lưng trả nợ. Vì thể diện, có những người thích ôm đồm những việc vượt quá khả năng của bản thân, một khi làm không tốt thì người chịu khổ cũng chỉ có bản thân mình. Lão Tử nói, chi nhân giả trí, tự chi giả minh, ý nói, biết người là khôn, biết mình là sáng, một người cần phải biết rõ mình giá trị bao nhiêu. Thể diện là thứ hư vô mờ mịt, còn phải xem người khác có nguyện ý cho bạn hay không. Có thể nói, tôn nghiêm là năng lượng nội tại của mỗi người, bởi thế hãy rũ bỏ thể diện và sống hết mình để theo đuổi một cuộc sống cao đẹp hơn. Điều cấm kỵ thứ hai, cấm kỵ lợi dụng người khác. Trong cuộc sống, chúng ta thường sẽ gặp những tình huống, giả dụ như thời gian sắp tới, mình sẽ đến thăm thành phố nơi bạn đang sống trong một vài ngày, bạn có thể bao ăn, bao ở, bao luôn phần vui chơi cho mình không, bạn ở nhà cũng không bận rộn gì, vậy có thể trông con giúp mình vài hôm được không? Nhiều người cho rằng, dù sao chúng ta cũng đều là người thân bạn bè, bạn giúp tôi miễn phí cũng là đương nhiên, nhưng chúng ta nên biết rằng, bạn bè, người thân và các thành viên trong gia đình không phải là nguồn lực cho bạn đòi hỏi và lợi dụng miễn phí. Trong cuộc sống, nếu ta chỉ biết đòi hỏi mà không biết hồi báo, thì chắc chắn mối quan hệ đó sẽ không thể bền lâu, phàm khi là việc gì cũng không thể chiếm món hời từ người khác, và càng không thể tùy tiện lấy đi những thứ của người ta. Người tham lợi nhỏ thì chỉ được lợi nhỏ nhất thời, mà đánh mất chữ tín của người đối với mình. Điều cấm kỵ thứ ba, quá toan tính. Người ta thường nói, làm người có thể khôn lanh, nhưng tuyệt đối đừng nham hiểm, có những người chỉ vì lợi ích bản thân, mà không ngần ngại làm tổn thương người khác, chỉ vì để đạt được mục đích của mình mà bất chấp mọi thủ đoạn. Người như thế nhìn thấy dường như đã đạt được lợi ích, trên thực tế thứ mà họ đạt được chỉ là tạm thời, nó sẽ rất mau chóng tiêu tan. Có câu, nham hiểm là con đường nguy hiểm, nó thông đến vực thẳm mà không thể quay đầu lại. Tất cả những việc xấu xa mà một người làm ra hết thảy đều là đang gieo nhân đắng cho tương lai của mình. Một khi nhân quả chín muồi, thì cũng chính là lúc anh ta phải nếm hết mọi trái đắng do chính tay mình vun trồng. Bất kể một người làm gì trong cuộc đời này, điều quan trọng nhất trước tiên là xứng đáng với lương tâm của mình. Điều cấm kỵ thứ tư, nịnh bợ người trên, chà đạp người dưới. Trong cuộc sống, không khó mà bắt gặp những người sống hai mặt, họ rất giỏi trở mặt, nịnh bợ người trên, chà đạp người dưới. Những người này vì lợi ích mà kết giao, khi lợi ích không còn thì cũng giải tán. Đối xử với kẻ mạnh hơn mình, ta cứ nịnh bợ để lấy lòng không có điểm dừng, sẽ chỉ khiến bản thân mất đi phẩm giá. Đối xử với những người yếu thế hơn mình, ta cứ ngông cuồng tự đại, tùy ý mắng chửi, sẽ chỉ khiến bạn càng thêm đê hèn. Trong kinh dịch viết, quân tử thượng giao bất xiềm, hạ giao bất độc, ý là quân tử kết giao với người trên thì không nịnh nọt, kết giao với người dưới thì không khinh mạn, người phẩm hạnh cao quý, trong tâm sẽ có chừng mực, không nịnh nọt người trên, không khinh mạn kẻ dưới. Khi ở trên người khác thì xem người ta cũng như mình, khi ở dưới người khác thì cũng xem mình như người ta, không xiểm nịnh, cũng không kiêu ngạo. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và gia đình an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.